Hello xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube ngành may mặt của mình. Thì mình chỉ là một thợ sửa máy may của bắp thôi. Thì thì cái video này mình sẽ giải đáp tất cả những cái thắc mắc của các bạn về cái cái vấn đề như là mai nó không ăn chỉ bỏ mũi hoặc là không đang chỉ vân vân. Đó nói chung là vấn đề về không ăn chỉ hoặc là không đang chỉ bị bỏ mũi ha của tất cả những cái dòng máy à, mai phổ biến như là những cái dòng máy mai gia đình này nè nó rất là dễ bị bỏ mũi khi mà mai vẫy thun nha các bạn và những cái máy may gia đình đa năng và đây là máy công nghiệp mình sẽ hướng dẫn luôn và mình sẽ nói rõ cho các bạn biết được cái những cái nguyên nhân tại sao nó lại dẫn tới khi mà mình may mỏng nó nó bị hay bị bỏ mũi hoặc là khi mà may vào những cái loại vải thun à, rất là co giãn nó lại hay thường bị bỏ mũi thì cái video này mình sẽ chia ra làm hai phần phần đầu tiên là mình sẽ nói rõ những cái nguyên nhân dẫn tới cái hiện tượng bị bỏ mũi không anh chỉ đối với những cái chất liệu vải khác nhau và cái nguyên nhân và cái phần thứ hai là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách khắc phục nó như thế nào thì bây giờ mình sẽ vào phần chính video là hướng dẫn cho các bạn chi tiết nhất và dễ hiểu nhất để cho các bạn có thể tự khắc phục và chỉnh sửa máy tại nhà đối với những cái dòng máy như là máy gia đình nè máy công nghiệp nè máy gia đình đa năng nè đó những cái dòng máy gia đình này là hay bị bỏ mũi khi mà máy vẫy thun rồi à, đây là cái bệnh à, nan y và cái bệnh mà ai cũng phải gặp khi mà mai máy, máy những cái máy máy gia đình như thế này để khắc phục được nó các bạn phải cần xem hết video này của mình à, có nhiều bạn hay hỏi mình là anh ơi máy gia đình hay bị bỏ mũi hoặc là không ăn chỉ chỉnh làm sao máy công nghiệp chỉnh làm sao hay là máy gia đình đời cổ mà bị không ăn chỉ mai vải thun nó không ăn chỉ chỉnh làm sao thì hôm nay mình sẽ tổng hợp tất cả những cái dòng máy máy mai một kim nói chung à, và tất cả những cái dòng máy khác luôn những model đen khác máy gia đình nào cũng làm hết nó đều có cùng một nguyên nhân dẫn tới cái hiện tượng bị bỏ mũi tất cả các dòng máy mai một kim nha các bạn từ máy gia đình máy gia đình mini máy gia đình cổ hay là máy công nghiệp nó đều có chung một cái nguyên nhân dẫn đến cái hiện tượng bị bỏ mũi nha chứ máy nào nó cũng như nhau hết là cái nguyên lý hoạt động nó là như nhau thì bây giờ mình sẽ gắn thực hành trên máy công nghiệp cho các bạn dễ nhìn và mình sẽ gắn cái con suốt vào để cho các bạn hiểu rõ được cái nguyên nhân dẫn tới cái hiện tượng bỏ mũi là nó như thế nào. Khi các bạn xỏ chỉ và các bạn quay cho kim đi từ trên đi xuống và khi này kim đi lên thì móc nó sẽ lao tới. Đây là cái mỏ ổ chao nó lao tới để nó móc cộng chỉ. Nếu mà nó móc hụt vào cộng chỉ này nó sẽ dẫn tới cái tình trạng bị bỏ mũi nha các bạn ha. Thì các bạn thấy khi mà các bạn quay cái kim xuống và máy công nghiệp hoặc là máy gia đình nó đều có một cái ổ trao như thế này để nó móc chỉ thì cái hiện tượng xảy ra bỏ mũi hoặc là không ăn chỉ đó chính là do cái cái mỏ ổ cái mỏ ổ trao của mình nó không móc được cộng chỉ có nghĩa là khi mà nó móc hụt vào cộng chỉ nó sẽ dẫn tới bỏ mũi ha hoặc là các bạn may vào nó không ăn chỉ luôn hoặc là mai một đoạn ăn rồi một đoạn không ăn chỉ hoặc là nó bị bỏ một đoạn dài thật dài đó chính là do cái hiện tượng bị à, móc không móc vào được cái cộng chỉ nó sẽ dẫn tới cái hiện tượng đó nha các bạn đó khi kim đâm xuống và kim đi lên mỏ ổ phải móc được vào cộng chỉ và tiếp theo mình sẽ diễn giải trên máy gia đình cho các bạn xem à, cái nguyên nhân chính dẫn tới cái hiện tượng bị bỏ mũi là nó như thế nào bây giờ mình sẽ tháo cái à, mặt miệng và tháo ra cho các bạn diễn giải cho các bạn xem để các bạn hiểu rõ được cái nguyên nhân bỏ mũi là nó như thế nào thì mình khi mà mình hiểu được cái nguyên nhân thì mình mới tiến hành mình sửa chữa khắc phục đến nó được nha các bạn. đó bây giờ mình sẽ tháo à, răng cưa ra nè những cái à, để quay cho các bạn góc quay nó chi tiết cho các bạn dễ hiểu và hình dung. thì đối với máy gia đình nó cũng sẽ có một cái ổ trao bên dưới như thế này để nó tạo thành được một cái bộ tạo mũi mình sẽ chỏ chỉ vào để diễn giải cho các bạn rõ hiểu về cái nguyên nhân dẫn tới bỏ mũi thì khi kim đâm xuống và khi kim đi lên thì mỏ ổ trao lúc nào máy nào nó cũng sẽ cũng có một cái ổ trao như thế này để nó móc cộng chỉ đó có nghĩa là khi kim đi lên thì mỏ ổ trao lao tới để bắt cộng chỉ nếu mà nó bắt hụt vào cộng chỉ như thế này nó sẽ dẫn tới bỏ mũi nha các bạn trường hợp không bỏ mũi có nghĩa là nó phải móc chúng cộng chỉ đó móc trượt như thế này là bỏ mũi còn móc chúng là không bị bỏ mũi đó các bạn máy nào máy gia đình mini hay là máy gia đình xưa hay là máy công nghiệp nó đều cái nguyên lý hoạt động đó là như nhau rồi tiếp theo là tới cái phần máy gia đình đa năng thì có nhiều bạn hỏi là mình cách chỉnh của những dòng máy gia đình đa năng này chỉnh bỏ mũi hay là không ăn chỉ như thế nào thì mình sẽ nói luôn là cách chỉnh nó đều như, như những cái máy hồi nãy giờ mình mở ra cho các bạn xem bây giờ mình sẽ mở ra để cho các bạn xem mà các bạn hiểu là nó nó y chang nhau thôi cái nguyên lý hoạt động và cái nguyên nhân dẫn tới bỏ mũi và cái cách khắc phục nó cũng là chỉnh là như nhau mỗi đời máy mỗi hãng sản xuất họ sản xuất khác một tí xíu thôi về cái nguyên lý các bạn nhìn ở phía dưới nó đều có một cái ổ chao để móc chỉ như nhau hết nên các bạn đừng có hỏi mình là đời máy này chỉnh như thế nào hoặc là cái máy chỉnh này như thế nào nó nó đều là giống nhau hết mình mở ra cho các bạn cùng xem về nguyên lý hoạt động là nó sẽ giống nhau hết tất cả Xem tới đây thì các bạn đã hiểu được là khi mà mái mình bị bỏ mũi hoặc là không ăn chỉ là chính là do cái ổ chao không móc được cộng chỉ. Vậy thì những cái yếu tố nào nó dẫn tới cái hiện tượng khi mà mình may vải dày không sao, khi mà mình xuống may vải thun mỏng co giãn thì nó hay bị bỏ mũi thì nó có rất là nhiều yếu tố. Thì bây giờ mình sẽ cùng tìm hiểu những cái nguyên nhân và yếu tố nào nó dẫn tới cho cái ổ chao mình nó không móc được cái cộng chỉ kim, nó dẫn tới cái hiện tượng bị bỏ mũi không ăn chỉ. Rồi ở đây mình có một cây kim với một cọng chỉ mình đã xỏ qua rồi Và bây giờ mình sẽ đâm xuống cái lớp vải thun 4 chiều Để diễn giải cho các bạn, giải thích cho các bạn hiểu Tại sao khi mà các bạn may những loại vải thun co giãn hay bị bỏ mũi Còn khi mà may những cái loại vải dày, vải không co giãn thì nó ít bị bỏ mũi hơn, nó khó bỏ mũi hơn Thì mình sẽ giải thích luôn Thì khi mà cái cây kim nó đâm xuống cái những cái lớp vải mà co giãn, vải thun co giãn á thì những cái loại vải này nó sẽ có cái độ co giãn đàn hồi nó sẽ khi mà đâm xuống nó sẽ bóp lại cây kim của mình có nghĩa là những cái lớp vải nó sẽ co lại nó ôm sát vào cây kim nó làm cho cái thòng lọng chỉ của mình nó nó bung không ổn định và nó bị xéo cái thòng lọng chỉ thì từ đó những cái loại vải mỏng này rất là dễ bị bỏ mũi khi mà các bạn may những cái loại vải thun co giãn cái độ co giãn của vải nó ôm lại cộng chỉ và nó làm cho cái thòng lọng chỉ của mình nó bị sẹo bị nghiêng thì các bạn nhìn ở phía dưới cái lớp vải và các bạn sẽ nhìn thấy vào cái cọng chỉ và cái kim thì khi mà kim đâm xuống và khi kim đâm lên rút lên nó sẽ tạo một cái thòng lọng như thế này đã nó sẽ tạo một cái thòng lọng gọi là cái độ bồng chỉ hoặc là gọi là cái độ bung chỉ thì tùy vào chất liệu vải thì cái độ bung chỉ và cái độ bồng chỉ này nó sẽ khác nhau nha các bạn thì bởi vậy có nhiều trường hợp là bạn may vải dày may vải kt vải uh, kaki thì vải dày thì nó không sao vải không có giãn không sao đến lúc mà các bạn may phải thun mỏng thì cái độ bùng cái độ mà bung chỉ nè cái thòng lọng nè thì nó sẽ khác nhau thì từ đó nó sẽ chỉ của mình nó sẽ bung không ổn định khi mà may những cái loại vải co giãn co giãn bốn chiều như thế này nó cái độ bồng chỉ ra để cho cái mò của mình nó lao qua nó móc chỉ nó không có được ổn định và từ đó nó dễ dẫn tới cái hiện tượng bị bỏ mũi hoặc là không ăn chỉ đó là do chất liệu vải nha các bạn chất liệu vải nó sẽ quyết định được cái cái độ bùng chỉ bung chỉ ra ha nó sẽ khác nhau nên nó sẽ các bạn sẽ may vào vải dày thì không sao nhưng mà đến tới hồi mà may vải vải thun mỏng là nó cứ bị bỏ mũi đó là do chất liệu vải chứ không phải là do máy nha do chất liệu vải và mình khắc phục nó thì tí mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách khắc phục bình thường một cái thòng lọng bung ra to như thế này thì rất là tốt nhưng mà khi mà các bạn may vải mỏng á may vải co giãn nó sẽ bị ẹo chỉ như thế này nè có nghĩa là khi may vải có độ co giãn cái vải nó sẽ ôm sát vào cây kim và nó làm cho cái cọng chỉ mình nó lẹo qua một bên và từ đó móc nó móc hụt ha còn ví dụ như các bạn may vải dày á, thì cái thòng lọng nó sẽ bung ngang qua như thế này rất là tốt Để cho cái móc nó móc vào như vậy nó sẽ rất là khó bị bỏ mũi ha à, Còn đối với vải mỏng là vải mà có độ co giãn nó sẽ dễ bị ẹo chỉ qua như thế này nè Ẹo chỉ sang một bên và từ đó cái móc nó sẽ móc ổ nó sẽ móc hụt vào cộng chỉ như thế này nó không móc được cộng chỉ chỉ đó là chính là do chất liệu vải nó làm cho cái cộng chỉ của mình nó bị ẹo sang một bên và nó còn rất là nhiều yếu tố khác nữa Ví dụ như cái cọng chỉ kim của các bạn mà các bạn siết quá chặt Nó cũng sẽ không tạo được cái thòng lọng chỉ Nó dẫn tới bị bỏ mũi ha Và cây kim của các bạn cũng vậy cái kim mà các bạn chạy lâu ngày nó bị cong, bị ẹo Mà các bạn không biết các bạn cứ để chạy hoài Các bạn không chịu thay kim Thì khi kim mà nó bị cong Nó sẽ đâm từ trên đâm xuống Nó sẽ đâm tốc độ nhanh và nó sẽ không ổn định Và từ đó nó rất là dễ bị bỏ mũi ha và cái mỏ ổ cũng vậy Cái mỏ ổ trao là cái phần để mà móc cộng chỉ Nếu mà nó bị mòn một tí xíu hoặc nó mòn nhiều quá Thì các bạn phải cần thay cái mỏ ổ mới để nó bắt nó móc vào cái cộng chỉ nó sẽ được tốt hơn và cái yếu tố tiếp theo đó là cái phần canh chỉnh ổ Cái tầm để mà móc cái cộng chỉ cho nó tốt nhất sau khi mà các bạn đã biết được những cái nguyên nhân và những cái yếu tố dẫn tới cái hiện tượng bị bỏ mũi rồi, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sửa chữa và khắc phục khi mà mình may những cái loại vải khó như là những cái loại vải thun, mình cần chỉnh như thế nào, mình cần khắc phục như thế nào để cho cái máy mình nó tốt nhất, nó bắt chỉ một cách tốt nhất, nó khó có thể là bị bỏ mũi nhất, thì bây giờ mình sẽ thực hành trên máy công nghiệp trước nha các bạn ha thì máy gia đình hay là máy công nghiệp nó đều cùng một cái nguyên nhân và cùng một cách chỉnh hết nha các bạn bây giờ mình sẽ tháo cái nắp này ra để hướng dẫn cho các bạn canh chiều sâu kim và canh lại cái ổ của mình để khắc phục khi mà bạn may vải mỏng hay là vải vải dày nó hay bị bỏ mũi hoặc là không ăn chỉ thì bây giờ ở đây các bạn nhìn vào ở trong đây nó sẽ có một cái con ốc đây là cái con ốc chỉnh trụ kim khi mà các bạn mở ra thì các bạn có thể điều chỉnh trụ kim lên cao hoặc xuống thấp theo ý muốn của mình vậy tại sao khi mà máy mình bị bỏ mũi các bạn phải cần chỉnh lại cái tầm kim hay còn gọi là chỉnh chiều sâu kim và canh lại cái ổ trao của mình rồi trước khi mình hướng dẫn cho các bạn chỉnh chiều sâu kim hay còn gọi là chỉnh tầm kim và hướng dẫn cho các bạn chỉnh ổ à, hay còn gọi là chỉnh tầm ổ sớm trễ để chỉnh như thế nào nó không bị bỏ mũi khi mà mai những cái chất liệu khác nhau thì mình muốn các bạn xem rõ và mình sẽ nói rõ cái phần này luôn cho các bạn hiểu ha thì cái bộ tạo mũi của cái máy mình á để tạo được thành một cái đường mai nó cần một cây kim với một cọng chỉ như thế này và một cần một cái ổ ha thì hai cái này nó kết hợp với nhau nó sẽ tạo thành một cái bộ tạo mũi cho mình thì các bạn cần chỉnh là cần chỉnh hai cái này nè chủ yếu là các bạn cần phải chỉnh cái ổ và cái chiều sâu kim à, chiều sâu kim đi lên đi xuống chỉnh cái tầm đó các bạn ha thì hai cái này nó sẽ kết hợp với nhau là nó tạo thành cái bộ tạo mũi thì bạn các bạn chỉ cần chỉnh hai cái này nhưng mà thật sự để mà canh được cái tầm chuẩn của cái ổ này và cái à, à, cái chiều sâu kim này đối với các bạn mà không có trong nghề thì các bạn rất là khó ha nên các bạn phải cần xem hết rõ cái video này thì tại sao mình sẽ nói giải thích cho các bạn tại sao lại cần canh cái chiều sâu kim hay gọi là còn gọi là tầm kim thì mình sẽ giải thích luôn cho các bạn hiểu là tại sao phải cần canh nó thì ví dụ như khi kim đâm lên đâm xuống ha thì khi kim đâm lên đâm xuống nó sẽ tạo được cái bọng chỉ gọi là cái thòng lọng chỉ hồi nãy mình đã có diễn giải rồi thì ví dụ như chiều sâu kim của bạn mà các bạn chỉnh càng cao càng sâu xuống á thì cái thòng lọng này khi nó rút lên nó sẽ dư chỉ nhiều và nó sẽ tạo được một cái thòng lọng rất là to ha ví dụ như còn khi mà các bạn cho chiều sâu kim nó đi cạn có nghĩa là nó đi cạn nó đâm xuống cạn và nó rút lên thì lúc này cái thòng lọng chỉ của mình nó sẽ bung ra rất là nhỏ ha mình sẽ diễn giải cho các bạn hiểu trước rồi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chỉnh có nghĩa là các bạn chỉnh chiều sâu kim càng sâu thì chỉ nó sẽ dư ra càng nhiều và từ đó cái thòng lọng chỉ của mình nó sẽ càng to và chiều sâu kim nó càng cạn thì cái thòng lọng chỉ lúc này nó sẽ càng bé lại ha đó gọi là chỉnh chiều sâu kim vậy thì tí nữa mình sẽ hướng dẫn cho các bạn mình sẽ diễn giải trước cho các bạn hiểu cần tại sao là người ta lại cần chỉnh chiều sâu kim đó là người ta chỉnh cái thòng lọng này đó các bạn và chỉnh cái thời điểm người ta cái thời điểm bung chỉ ha đây là gọi là chỉnh chỉnh cái độ bung chỉ chứ không phải là chỉnh chiều sâu kim các bạn nhiều khi các bạn hỏi là hay hỏi là tại sao lại cần phải chỉnh chiều sâu kim làm gì thì đó cái chiều sâu kim này nó quyết định được cái thòng lọng chỉ của các bạn và cái thời điểm để cho cái cọng chỉ này nó bung ra ha thì người ta một người thợ người ta sẽ chỉnh cái chiều sâu kim này khi mà máy của các bạn bị bỏ mũi ha và tiếp theo chỉnh chiều sâu kim xong thì các bạn phải cần chỉnh chỉnh cái ổ ha hai cái này các bạn phải chỉnh nhau và cái này, cái chiều sâu kim này các bạn phải cần chỉnh trước ha và sau đó các bạn phải cần canh lại cái ổ gọi là cái thời điểm để cho cái mỏ ổ nó bắt vào cái cộng chỉ ha thì cái ổ mình nó sẽ xoay như thế này nó xoay vòng tròn để nó móc vào cộng chỉ nó đưa cộng chỉ xuống và nó lòn cộng chỉ đi lên canh ổ là canh cái tầm cái thời điểm để cho cái à, cái cái móc của cái ổ này nè nó móc vào cái cộng chỉ ha cái thời điểm thì hai cái này các bạn phải cần kết hợp với nhau hai canh chiều sâu đối với những cái máy bị bỏ mũi thì các bạn chỉ cần canh chiều sâu nè và canh cái ổ ha hai cái này vô do quan trọng thì bây giờ mình sẽ bắt đầu vào phần chi tiết hướng dẫn cho các bạn canh hai cái này là các bạn có thể tự khắc phục được khi mà máy bị bỏ mũi phần đầu tiên là các bạn phải cần canh chiều sâu kim các bạn mở cái con ốc ở ngay trụ kim ra như thế này sau khi mở ốc thì các bạn có thể điều chỉnh được cái trụ kim mình lên cao hoặc xuống thấp theo cái ý muốn của mình và trước khi chỉnh chiều sâu kim các bạn phải cần đưa quay bully cho cái trụ kim nè hay là còn gọi là cái con ốc để giữ bắt bắt vào cái trụ kim nè cho nó đi xuống phía dưới tận cùng À, có nhiều bạn không biết kim xuống phía dưới tận cùng là như thế nào thì bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem nè. Các bạn quay máy như thế nào cho cái con ốc này nè. Cho cái tay dên ở bên trong nè. Đó nó phải đi xuống phía dưới tận cùng ở phía dưới cái lốc máy nha. Ví dụ ở trong đây là một cái tay dên để nó nâng hạ cái trụ trụ kim. Thì bây giờ các bạn quay cho nó xuống tận cùng ở phía dưới. À đây là gọi là vị trí tận cùng của lúc mà cái kim nó đâm xuống sâu nhất ha. Và nó bắt đầu nó đi lên Đây gọi là vị trí chiều sâu kim tận cùng Đấy các bạn thấy Cái con ốc mình nó xuống sâu nhất vị trí có thể Và bây giờ các bạn mới bắt đầu đưa trụ kim xuống Và mình chỉnh chiều sâu kim Và để chỉnh được chiều sâu kim chuẩn nhất và nhanh nhất Thì các bạn dựa vào cái ổ trao để mà các bạn chỉnh Bây giờ mình sẽ dơm gần lại bên trong cái ổ trao cho các bạn xem Thì cái ổ trao nó sẽ có một cái lỗ để cho kim đâm xuống Đây giờ bây giờ mình đưa kim xuống nè đó các bạn sẽ thấy cây kim mà nó đâm xuống dưới cái lỗ ổ chao thì cái tầm kim hay còn gọi là cái chiều sâu kim chuẩn nhất của nhà sản xuất khi mà họ lắp ráp số lượng lớn đại trà thì cái điểm này là của cái điểm của nhà sản xuất chuẩn nhất, có nghĩa là lỗ kim sẽ bằng với lỗ ổ chao nha các bạn. Có nghĩa là khi kim đâm xuống tận cùng, lỗ kim bằng với lỗ ổ chao là điểm chuẩn của chiều sâu kim. Thì từ cái điểm chuẩn này, các bạn có thể chỉnh cái chiều sâu kim của mình nó sâu hơn một tí ví dụ như sâu thêm khoảng một ly nữa hoặc là hai ly nữa hoặc là cạn hơn một ly ví dụ như khi các bạn chỉnh chiều sâu kim sâu hơn cái điểm chuẩn này khoảng hai ly thì lúc đó cái thòng lọng chỉ của các bạn nó sẽ to hơn và khi mà các bạn chỉnh cái chiều sâu kim mà nó cạn hơn cái điểm chuẩn này á một khoảng một ly á thì cái thòng lọng chỉ của mình nó sẽ nhỏ lại ha Chứ các bạn không cần thiết phải chỉnh theo cái điểm chuẩn của chiều sâu kim là lỗ kim bằng với lỗ mặt nguyệt Các bạn cũng có thể chỉnh nó sâu hơn hoặc là cạn hơn thì những anh thợ á, họ sẽ nhìn theo cái ví dụ như chất liệu vải của các bạn đang may là nó đang may vải thun nó bị bỏ mũi thì anh thợ có thể chỉnh chiều sâu kim nó sâu hơn một tí xíu để cho cái độ bung chỉ nó to hơn để nó bắt chỉ tốt hơn nó không bị bỏ mũi hoặc anh ta có thể uh, chỉnh nó cạn cạn cái chiều sâu kim nó lại cạn hơn so với điểm chuẩn là một ly để cho cái uh, độ bung chỉ nó nhỏ lại tùy vào chất liệu vải tùy vào cái độ mai dày mỏng của các bạn mà anh thợ họ sẽ chỉnh cái chiều sâu kim. ha, à, chiều sâu kim để như thế nào cái độ bung chỉ nó đi lên và cái móc nó đi qua nó móc được tốt nhất để nó khó bị bỏ mũi nhất. Đấy gọi là cái chỉnh cái chiều sâu kim. Và các bạn cũng không được chỉnh quá sâu hoặc là quá cạn. Thì cái phạm vi mà các bạn có thể chỉnh được là so với cái điểm chuẩn là có thể sâu hơn khoảng từ 2 ly đến 2 ly rưỡi so với cái điểm chuẩn và có thể cạn hơn với cái điểm chuẩn là khoảng 1 ly cạn thì nó khoảng một ly thôi còn sâu thì nó sẽ có thể chỉnh sâu xuống khoảng 2 ly đến hai ly rưỡi nha nếu mà sâu quá các bạn sẽ kim sẽ đụng vào suốt và bị gãy kim và cạn quá thì nó sẽ rất là khó bắt chỉ nó nó bung cái cọng chỉ ra rất là bé và nó đi lên rất là sớm rất là dễ bị à, bỏ mũi nha các bạn thì cái khoảng mà các bạn có thể chỉnh được là sâu sâu hơn với, so với cái điểm chuẩn là khoảng 2 ly đến hai ly rưỡi và cạn hơn với cái điểm chuẩn là một ly tùy vào cái hàng của các bạn may mỏng hay là may dày, chất liệu bạn may thun hay là may đội vải không giãn, các bạn phải cần canh. Ví dụ như máy bạn đang may những cái loại vải dày, vải kaki hoặc vải KT, à, những cái lớp vải không giãn nó không sao. Khi mà các bạn may xuống vải mỏng, vải thun mỏng có độ co giãn thì nó lại bỏ mũi. Thì lúc này mình các bạn có thể chỉnh cái chiều sâu nó sâu hơn à, khoảng 1 ly đến 1 ly rưỡi hoặc là hai ly gì đó hoặc là cạn hơn cạn hơn cái cái điểm chuẩn đó các bạn cạn hơn hoặc là sâu hơn cái điểm chuẩn khoảng một ly hoặc là hai ly gì đó thì như vậy cái độ bung chỉ của nó sẽ khác đi ha nhiều hoặc ít tùy vào các bạn chỉnh sâu hoặc cạn thì khi mà các bạn may trên chất liệu vải cũng vậy cái chất liệu vải mà dày thì nó sẽ tạo cái độ bung chỉ khác và các bạn may mỏng nó sẽ tạo độ bung chỉ khác và các bạn may thun nó sẽ tạo cái độ buông chỉ khác bởi vậy mình cần canh lại cái tầm kim để nó phù hợp với chất liệu vải mình đang may thì từ đó nó phù khi mà các bạn canh nó chuẩn rồi canh chuẩn với cái chất liệu vải thì các bạn may vào nó sẽ không bị bỏ mũi nha và các bạn phải cần canh lại cái ổ nữa thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn canh ổ luôn rồi bây giờ mình sẽ canh trên máy để mình siết ốc lại cho các bạn xem luôn nè thì bây giờ mình cái cái điểm mà mình thường chỉnh khi mà mình chỉnh máy cho khách là mình sẽ chỉnh cho nó sâu hơn so với cái điểm chuẩn là khoảng một lỗ kim nha là có khoảng là khoảng nửa ly đó các bạn. thì các bạn có thể chỉnh cho nó sâu hơn một tí xíu hoặc là nó cạn hơn một tí xíu cũng được. Ha, hoặc là nó về chuẩn. thì tùy vào cái mong muốn mà mình tạo cho nó cái độ buông chỉ nó như thế nào thôi. thì ở đây mình sẽ chỉnh cho nó sâu hơn với cái điểm chuẩn là khoảng nửa ly là khoảng một lỗ kim đó các bạn. Ha, một lỗ kim khi chỉnh xong chiều sâu kim mong muốn thì bây giờ mình sẽ siết lại cái con ốc chỉnh trụ kim này cho nó chặt vào nha các bạn Đã siết thật chặt vào rồi thì như vậy là mình đã canh chiều sâu kim xong rồi tiếp theo các bạn phải cần canh ổ thì bây giờ mình đã mở ba cái con ốc ổ ra rồi thì bây giờ các bạn thấy mình xoay cái ổ rất là nhẹ nhàng thì nếu mà các bạn chỉnh ổ trao mà các bạn để cái ổ trao nó quá lỏng như thế này thì rất là khó chỉnh nha thì các bạn nên cần siết sơ lại, siết sơ lại thôi Siết nhẹ lại để cho cái ổ chao mình nó rít rít lại một tí xíu Nó hơi chặt là một tí xíu để cho các bạn canh nó dễ, canh chỉnh nó dễ hơn Đó sau khi mình siết sơ lại thì ổ chao mình nó đã rít rít trở lại rồi Nó không còn trơn nữa Bây giờ các bạn mới bắt đầu quay máy theo chiều máy chạy nha Cho kim từ dưới đi lên Khi kim đang đi lên các bạn xoay cho cái mỏ ổ trao lau tới nha các bạn xoay sao cho cái mỏ ổ chao lao tới nó phải lao trên lỗ kim nha các bạn. Lao trên lỗ kim khoảng 1 ly đến 1 ly rưỡi, à, đây là gọi là điểm chuẩn. Và các bạn cũng có thể chỉnh cho nó lao sớm hơn hoặc trễ hơn một tí xíu thôi nha. Đừng lao sớm quá, quá sớm hoặc là lao quá trễ dưới lỗ kim hoặc là quá sớm. Cái phạm vi mà các bạn có thể chỉnh là từ khoảng 1 ly đến 1 ly rưỡi đến 2 ly thôi. Cao nhất là 2 ly. Còn quá trên 2 ly là nó sẽ không bắt được chỉ và nếu mà móc mà nó nằm dưới lỗ kim nó cũng sẽ không móc được chỉ nha các bạn nó chỉ tầm cao hơn so với cái lỗ kim khoảng từ tầm 1 ly đến 2 ly trong cái phạm vi đó các bạn có thể chỉnh được và khi chỉnh được cái tầm rồi các bạn sẽ quay tới quay lui các bạn kiểm tra coi ưng ý chưa nếu mà ưng ý các bạn siết sơ ốc lại và tiếp tục mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chỉnh độ xa gần giữa mỏ 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 ổ trao và đối với cái thân kim nha các bạn rồi bây giờ mình sẽ quay tới quay lui để mình kiểm tra thì mình thấy mình chỉnh đại mà nó cũng vào luôn nó nó hơi đá nhẹ một tí xíu ha bây giờ mình sẽ mở cái con ốc uh, chỉnh ổ ra nhẹ một tí xíu nè để mình chỉnh cái độ khoảng hở giữa mỏ ổ và kim các bạn thấy mình có thể xê dịch ra vào được nè ha bây giờ mình xiết sơ lại đi rồi mình sẽ gõ đi vô nè và đẩy đi ra nè đó thì cái này là gọi là chỉnh khoảng hở giữa mỏ ổ và và cái kim thì các bạn chỉnh làm sao Cho cái khoảng hở Nó nó càng nhỏ càng tốt Và nó không được đá nha Có nghĩa là khi móc lao qua kim Thì cái độ hở nó Nó càng nó càng sát vào cái kim Nó càng tốt và nó không được đá Nếu mà nó đá vào cái kim nó sẽ Chạy lâu ngày nó sẽ bị gãy kim Và nó sẽ mau mòn cái mỏ ổ của mình Và nó tạo ra cái lực cái ma sát và nó rất là dễ nóng cái kim và từ đó nó dễ đứt chỉ nha không hở cũng không sát quá có nghĩa là nó vừa sát vừa sát vào cái kim. Đó nếu mà nếu mà sát quá các bạn gõ cho cái ổ nó đi ra. Ha? Và nếu mà hở quá các bạn phải gõ từ bên phải gõ vào để cho nó sát vào cái thân kim. Càng sát càng tốt và không được đá, đá vào cái kim nha các bạn quay từ từ các bạn kiểm tra. Không được đá như vậy là không đá, không hở nè các bạn. Đó. Như vậy là rất là tốt thì gì nó càng sát thì nó sẽ càng dễ móc chúng cộng chỉ, cộng chỉ của mình hơn và nó sẽ khó bị bỏ mũi đó và sau khi các bạn chỉnh xong thì các bạn siết lại cái con ốc siết uh, sơ lại con ốc trụ kim và mình quay một vòng và mình siết hết tất cả ba cái con ốc chỉnh ổ này như vậy là mình đã canh xong rồi đó thì cái phần quan trọng nhất là cái phần canh ổ và canh chiều sâu kim nha các bạn đó thì như vậy là khi mà các bạn canh được như vậy thì bây giờ mình sẽ ráp lại tất cả bộ phận để mình test cho các bạn xem ha, coi máy mình chạy lên vải thùng vậy và nó như thế nào coi nó có bị bỏ mũi hay gì không sau khi mình siết ốc xong bây giờ mình sẽ quay qua bên đây mình coi cái tầm mà móc mỏ 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 móc lao tới nó có lệch đi khi mà mình chỉnh cái độ xa gần giữa kim và mỏ móc hay không bây giờ mình thấy mỏ móc lao tới nó vẫn bình thường vẫn tốt vẫn như cái vị trí mà mình chỉnh như vậy là ok. Bây giờ mình sẽ ráp lại là máy lại để mình test lên vải thun mỏng cho các bạn cùng xem. Rồi bây giờ mình đã ráp máy xong và mình lấy ra một cái miếng vải thun co giãn 4 chiều nha các bạn Thun này là thun lạnh co giãn 4 chiều Thì cái vải này là trong những cái loại vải mà khó chịu nhất khi mà các bạn may Vải thun co giãn này là rất khó chịu mà khi mà các bạn may một lớp á, may mỏng nó hay bị bỏ mũi á Bây giờ mình sẽ test lên trong những cái loại vải mà khó chịu nhất đối với những cái vải nè các bạn Thì bây giờ các bạn thấy nè khi mà mình test máy xong đó, chạy dạ, không có bộ bị bỏ mũi nha các bạn ha và đường chỉ cũng rất là ok đó thì mình test cho các bạn xem cho các bạn uh, ưng ý luôn tại vì có nhiều bạn mình làm video xong á có nhiều bạn hỏi là tại sao không test máy rồi bây giờ mình sẽ làm video xong mình test cho các bạn xem luôn nè. coi thành quả khi mà mình chỉnh một cái máy chuẩn nó ra nó như thế nào và đúng theo cái chất liệu vải thì khi mà các bạn may nó sẽ không bị bỏ mũi nha đó các bạn thấy không? Đây là một cái loại vải co giãn bốn chiều mà một trong những loại vải mà khó chịu nhất và dễ bị bỏ mũi nhất thì mình đã chỉnh cho nó không bị bỏ mũi các bạn thấy không? Đấy, nó không may rất là ok, không bị bỏ mũi. Trước khi tiếp tục video thì cho em xin 30 giây để quảng cáo. Hiện tại em đang bán các dòng máy may công nghiệp, máy may gia đình, máy may cũ giá rẻ, máy may chính hãng và bán tất cả các dòng máy cắt, máy cắt vải, máy cắt cầm tay và ngửi hơi nước và cử các loại cử nha cử viền cử lé hay là cử máy sổ cử máy một kim thì à, em có nhận chỉnh sửa máy tại nhà ở khu vực thành phố hồ chí minh nếu anh chị em nào có nhu cầu à, sửa máy hoặc là mua máy may thì có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại của em 078431577 ạ à. em... Sẽ... rồi bây giờ chuyển về cái vấn đề về máy gia đình thì khi mà các bạn thường mà các bạn sử dụng máy gia đình này nè khi mà mai vải thun rất là dễ hay bị bỏ mũi ha bị bỏ mũi khi may vải thun và cái nguyên nhân và cái cách khắc phục nó cũng giống y chang như là máy công nghiệp thôi các bạn nó không có khác gì đâu nó không có khác gì hết so với cái máy công nghiệp ạ à. cái nguyên nhân và cái cách khắc phục cũng là y chang thì cái máy gia đình này ngày xưa người ta sản xuất trước nên bây giờ máy công nghiệp ra người ta có những cái cải tiến à, những cái cải tiến hơn so với những cái máy gia đình này thì máy công nghiệp sẽ dễ chỉnh hơn là máy gia đình thì còn về những cái máy gia đình này thì nó khó chỉnh hơn một tí xíu nha các bạn do là ngày xưa người ta sản xuất ra đó thì người ta chưa có thiết kế để để canh chỉnh cái ổ trao và cũng như là canh cho nó chuẩn thì sau này người ta mới cải tiến hơn là ra những cái dòng máy công nghiệp là những cái ổ ổ trao cái ổ ổ máy công nghiệp thì nó sẽ dễ chỉnh hơn là cái ổ trao này còn đối với khi mà máy gia đình chỉnh những cái ổ trao như thế này nó 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 khó chỉnh và có những cái đời máy nó là, là nó có cái, cái cốt của nó là chết luôn các bạn không có thể chỉnh được ổ trao đó thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn sơ qua cho các bạn luôn nha Để cho các bạn dễ hiểu và hình dung máy gia đình nó như thế nào Nó cũng là một cái ổ trao bên trong như thế này Ở bên trong nó cũng có một cái đây gọi là cái trao nè các bạn để móc chỉ ha Nó cũng giống như máy công nghiệp thôi Nó cũng có một cái mỏ Đây là cái mỏ mỏ trao nè để móc chỉ nè Và cái nguyên lý hoạt động nó đều là như nhau Máy công nghiệp như thế nào thì máy gia đình nó cũng giống đến 8-90% thôi Có những chi tiết các bạn thấy nó khác thôi nhưng mà về nguyên lý hoạt động của máy bộ tạo mũi thì nó sẽ giống nhau khi quay kim xuống nè khi quay kim xuống mỏ ổ trao rút về nè và nó đi ngang qua nó hớt vào công chỉ này các bạn thấy không đó thì cái sừng trâu này nó sẽ có nhiệm vụ là đẩy cái ổ trao ha có nhiệm vụ là đẩy cái ổ trao cho mình nó, nó đi tới đi lui nó không phải như cái ổ ổ máy công nghiệp thì nó đi tròn ở đây nó sử dụng một cái sừng trâu đó nó cũng tương đối giống y chang như máy công nghiệp thôi các bạn kim đi lên đi xuống và ở dưới nó sẽ có một ổ chao để móc chỉ ha đây cái ổ chao nó như thế này thì cái lý thuyết từ nãy giờ mình nói nhiều bên máy công nghiệp rồi thì máy gia đình nó cũng như vậy thôi các bạn cần canh chiều sâu kim hay còn gọi là tầm kim ha, và canh lại cái độ bắt chỉ của ổ chao thì bây giờ mình cần canh cái chiều sâu kim trước Đó, thì bây giờ mình cũng canh như máy công nghiệp thôi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho bạn canh chiều sâu kim đối với máy gia đình thì các bạn cũng chỉnh y chang như máy gia đình thôi các bạn quay cho cái trụ kim nè nó xuống dưới cái điểm sâu nhất tận cùng à sâu nhất tận cùng và các bạn canh chiều sâu thôi đó thì bây giờ các bạn chỉ cần biết cái điểm chuẩn thôi ví dụ như điểm chuẩn của máy gia đình là kim xuống tận cùng cái mũi kim nó sẽ ngang bằng với mép trao ở phía dưới ha mép trao ở phía dưới đó thì từ đó các bạn đã biết được cái điểm chuẩn rồi thì các bạn có thể chỉnh nó sâu hơn khoảng 2 ly hoặc thục là cao hơn tí xíu thôi nha các bạn đừng có sâu quá hoặc là cạn quá từ cái điểm chuẩn đó các bạn có thể về lên về xuống để các bạn canh cái độ bung chỉ của nó như hồi nãy giờ mình chỉnh trên máy máy công nghiệp rồi thì bây giờ mình sẽ nói sơ qua cái điểm chuẩn để cho các bạn canh thôi đó thì cái điểm chuẩn nó là như vậy sau khi mà các bạn chỉnh cái chiều sâu kim theo ý muốn của mình rồi các bạn siết ốc lại và tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chỉnh cái ổ trao à, giống như máy công nghiệp thôi máy gia đình nó chỉ khác một tí xíu thôi các bạn quay lên quay xuống thì kim đi xuống và kim đi lên mỏ ổ trao nó vẫn lao tới như thế này thì bây giờ mình cần chỉnh cái tầm cái tầm cho cái tầm ổ trao mình nó móc sớm hay là móc dễ thì để chỉnh được nó thì các bạn phải cần chỉnh cái sừng trâu này nè đó các bạn thấy mình lấy cái ổ trao ra thì ở bên trong nó sẽ có một cái cái sừng trâu để xoay nó làm cho cái trao mình nó đi tới và đi lui nè À, đi tới và đi lui Thì nó chỉ khác với máy công nghiệp một tí xíu thôi Đó Nó vẫn có một cái ổ trao để nó xoay tới xoay lui Để nó móc vào cộng chỉ thôi các bạn Thì làm sao để bây giờ Để làm sao để mà mình chỉnh được cái thời điểm Có nghĩa là um, chỉnh cái tầm Để cho cái mỏ trao này nó móc sớm hay là móc trễ Nó theo ý muốn của mình Thì bây giờ các bạn để chỉnh được đối với máy gia đình thì các bạn phải ngửa máy lên nha chứ không phải như máy công nghiệp đâu các bạn chỉnh ngay cái ổ trao tại vì máy công nghiệp nó là cải tiến rồi nên nó sẽ dễ chỉnh hơn còn đối với máy gia đình các bạn phải cần ngửa máy lên và tùy đời máy nó sẽ có cái đời máy sẽ là có chỗ để chỉnh đây ví dụ như cái đời máy này cái đời máy này các bạn thấy cái cốt nó là cốt chết thì các bạn không có thể nào chỉnh được cái tầm ổ trao nha đây các bạn thấy nó ở bên đây nó sẽ có một cái chốt có nghĩa là cái này là cố định rồi cái chốt này nó nó đâm qua bên xuyên qua cái sừng trâu là cố định là các bạn không thể chỉnh được cái sừng trâu cái có nghĩa là chỉnh được cái ổ trao của mình nó sớm trễ. đây là những cái lợi bất lợi của đối với những cái mái gia đình không thể chỉnh được sớm trễ đối với cái ổ trao à, nó chỉ nằm cố định chết một vị trí luôn nha các bạn đó khi mà mái của các bạn thấy một cái chốt ở ngay cái này nè cái chốt nó đâm xuyên qua cây cốt như thế này là các bạn không thể chỉnh được nha à, cái này các bạn không thể chỉnh được đối với những cái đời mái nó có cái con ốc ở dưới đây các bạn mới chỉnh được chỉnh được cái độ sớm trễ của cái ổ trao của mình đây là những cái bất lợi của máy gia đình mà tại sao các bạn hay bị máy gia đình mà hay bị bỏ mũi là do không thể chỉnh được cái tầm sớm trễ của cái mỏ ổ trao nha còn đây khi mà đây là cái đời mái mà có cái con ốc để cho các bạn chỉnh nè chỉnh cái sừng trâu hay còn gọi là chỉnh ổ trao sớm trễ các bạn nhìn vào đây nó sẽ có cái con ốc nè Đây cái con ốc để mà chỉnh cái ổ trao sớm trễ thì mới chỉnh được Đó máy đình nó tùy máy nó có Tùy máy nó không nha để, Tùy đời máy nó sẽ có và tùy máy nó sẽ không chỉnh được Và nó sẽ cố định ở vị trí đó luôn các bạn không thể chỉnh được Còn riêng về cái dòng máy mà người nhà sản xuất họ làm cái chốt cố định ở đây rồi thì có nghĩa là họ đã canh cái điểm cho các bạn là chuẩn nhất rồi Thì các bạn không cần chỉnh nữa ha Không cần chỉnh đối với những cái máy mà người ta gài cái chốt đó rồi người ta người nhà sản xuất người ta để cái điểm chuẩn nhất cho bạn rồi không cần chỉnh nữa thì bây giờ à, như vậy có nghĩa là mình chỉ cần canh cái chiều sâu thôi các bạn chỉ cần tranh cái chiều sâu uh, kim sớm trễ thôi còn cái ví dụ những cái máy như vậy thì các bạn cái thời điểm mà cho cái mỏ ổ trao nó lao tới thì nhà sản xuất đã gài cái chốt vào cố định rồi không cho các bạn chỉnh nữa thì các bạn cứ để như vậy không cần chỉnh luôn À, còn những máy nào mà có cái con ốc để cho các bạn chỉnh cái tầm của cái ổ trao á thì các bạn cũng có thể chỉnh ha như máy công nghiệp hồi nãy mình đã hướng dẫn rồi thì bây giờ mình sẽ qua cái phần là độ xa độ hở giữa mỏ ổ trao và cái cái thân kim thì như vậy các bạn thấy nè bây giờ cái mỏ ổ trao mình nó đang xa với cây kim rất là nhiều thì bây giờ để chỉnh được cái độ hở giữa cái mỏ ổ trao và thân kim thì nó cũng giống như nãy giờ mình nói rồi đối với máy gia đình á thì có đời máy nó sẽ chỉnh được và có đời máy nó không chỉnh được ha Ví dụ như cái đời này, máy này các bạn có thể chỉnh được cái độ hở Có nghĩa là độ xa gần giữa cái ổ trao Đời máy này nhà sản xuất thiết kế để cho các bạn có thể chỉnh được cái cầm ổ trao Thì để chỉnh được nó thì các bạn mở cái con ốc bạc này ra Đây là cái con ốc bạc ha Bạn mở cái cái bạc này đi ra cho nó ra phía ngoài Và ở đây nó sẽ còn một cái con ốc nè con ốc các bạn mở cái con ốc màu đen này ra và bây giờ để đẩy qua đẩy lại thì các bạn chỉ cần gõ vào cái chốt bên trong, à, cái cốt của nó nè. Đó, các bạn gõ vào. Bây giờ mình muốn cho cái ổ chao mình nó, nó sát vào thân kim thì mình sẽ rõ gõ ra bên trái ha. Rồi, sau khi gõ xong bây giờ mình sẽ kiểm tra lại một lần nữa coi nó đã sát vào thân kim chưa. Đây. Thì như vậy nó đã gần sát rồi nè các bạn thấy không khi mà kia móc lao qua thì nó đã sát hơn hồi nãy hồi nãy nó nó có một cái khoảng hở rất là lớn đó. bây giờ nó đã gần sát vào rồi nè đó nó sát hơn so với hồi nãy có nghĩa là khi mà móc lao qua kim nó sẽ càng sát càng tốt nó sẽ khó bị bỏ mũi nha các bạn đó những cái máy gia đình á có những máy là không chỉnh được nha các bạn không chỉnh được cái khoảng hở này như như vậy khi mà không chỉnh được thì cái độ hở nó rất là cao và nó hay bị bỏ mũi trên máy gia đình đó khi mà các bạn may vải thun là nó bị như vậy đó các bạn và có trường hợp cái nhiều trường hợp các bạn xài cái cái ổ trao bên trong nó bị rơ ha bị rơ đó thì các bạn thấy lúc lắc lúc lắc như vậy nè thì nó sẽ không cố định nó xong sẽ không khi mà mở ổ trao lao tới nó sẽ không ổn định và từ đó nó dễ bị bỏ mũi hơn đó có những trường hợp là do cái ổ chao của bạn nó bị mòn rồi nó bị rung rinh lúc lắc nó gọi là bị rơ đó các bạn ha thì nó sẽ lao qua để móc còn chỉ nó sẽ không ổn định thì cái này các bạn chỉ cần chỉnh cho nó càng sát càng tốt thôi đừng có đá vào thân kim nha rồi bây giờ mình tiến hành lại mình ngửa lên và mình gõ cho cái ổ chao nó đi sát qua bên phải bên trái một tí xíu nữa để cho nó cái mỏ ổ chào mình nó càng sát vào cái thân kim càng tốt rồi bây giờ mình lật máy lên và mình kiểm tra lại một lần nữa Đó, mình sẽ quay tới quay lui để kiểm tra coi cái mỏ ổ chào nó lao qua kim nó đi ngang qua cái kim nó có bị cạ hay là quá hở nhiều không thì mình thấy như vậy là tốt rồi thì khi mà kim lao qua nó nó càng sát kim càng tốt và nó không được đá kim nha các bạn có thể dùng tay nè các bạn nhấn nhấn vào để có biết các bạn biết được cái độ hở nó là bao nhiêu ha đó như vậy là rất là tốt thì nó rất là khó bị bỏ mũi khi mà móc lao qua kim nó cần càng, càng sát kim thì nó càng dễ móc móc chúng vào con chỉ nó rất là khó bị bỏ mũi nha các bạn ha rồi rồi sẵn tiện mình sẽ làm một cái ví dụ cho các bạn luôn thì đây là cái dòng máy khác với cái dòng máy hồi nãy giờ mình chỉnh nha cái dòng máy này là các bạn không thể chỉnh được cái ổ trao xa gần so với cái kim có nghĩa là cái ổ nó là chết cố định ở trên thân máy luôn người ta thiết kế nó là hai cái con ốc này siết vào trên thân máy là cố định luôn thì các bạn không có thể nào dời được cái nguyên cái cùm ổ trao này đi ra sát với cái kim hoặc là đi gần được không có cái chỗ để mà các bạn chỉnh nha đây là một cái dòng máy mà cố định nó sẽ có dòng máy là các bạn có thể chỉnh như như hồi nãy nãy giờ mình chỉnh cho các bạn đi xa gần với cái kim thì cái dòng máy này là cái ổ trao nó sẽ siết cố định bằng hai cái con ốc này vào trên cái thân máy luôn thì các bạn không thể nào chỉnh được cái độ xa gần giữa ở mỏ ổ trao và thân kim đó thì cái bất cập của cái máy gia đình là như vậy có đời máy các bạn sẽ không chỉnh được và từ đó nó may nó rất là dễ bị bỏ mũi khi mà mai phải thun đó thì đây mình lấy cái ổ trao bên ngoài ra nè thì ở bên trong này là cái đây là cái thân máy bằng gan nha các bạn nên là có nghĩa là khi mà xiết cái ổ trao vào hai bằng hai con ốc đó thì nó sẽ nằm cố định luôn nó không có thể nào xịt ra xịt vào được nha các bạn còn cái dòng máy mà di động hồi nãy đó thì các bạn có thể đẩy ra để vào được đó thì khi mà đặt ổ trao vào bên trong cái ổ thì nó sẽ nằm cố định như vậy rồi muốn chỉnh xa gần giữa cái mũi ổ trao thì các bạn phải chỉnh nguyên cái cầm ổ đó có nghĩa là phải chần chỉnh đẩy nguyên cái cầm mổ nó xa gần so với cái thân kim vì cây kim nó là cố định ha và khi mà các bạn gặp cái cầm mổ trao mà nó cố định như thế này các bạn không thể nào chỉnh được thì có một cách để khắc phục ha để đưa cho cái mũi ổ trao mình nó sát gần vào cái kim thì các bạn dùng giấy báo các bạn dùng giấy hoặc là giấy báo cũng được các bạn cuộn tròn lại à, các bạn làm cho nó một cái g để các bạn nhét vào trong cái à, tạo cho nó một cái lông đền cho giống như là một cái miếng lông đền để khi mà các bạn siết lại cái ổ này vào bên trong thân máy thì nó sẽ bị đội ra nó sẽ bị đội ra từ đó nó sẽ đưa cái ổ chao của mình nó sát gần vào với cái à, à, thân kim hơn thì nó sẽ khó bị bỏ mũi hơn nha các bạn đó khi mà các bạn ráp vào nè đó thì à, cái hai cái miếng giấy báo này nó có tác dụng là giống như là hai cái miếng lông đền vậy đó các bạn à, để cho nó đẩy cái nguyên cái cùm ổ chao đi ra ngoài để từ đó cái ổ chao của mình nó sẽ sát vào cái thân kim hơn thì các bạn chim dày hay mỏng thì sẽ quyết định được cái độ mà đưa ra của cái nguyên cái cùm ổ chao này nha các bạn ha thì mình nói rồi có đời máy sẽ chỉnh được và có đời máy nó sẽ là cố định nha các bạn không có cái nào nó giống cái nào hết đối với những cái máy gia đình nó là như vậy có những đời máy nó sẽ cố định như thế này các bạn không thể nào được chỉnh thì đây là một trong những cái mẹo để mà các bạn có thể chỉnh được cái độ hở giữa kim và mỏ mỏ ủ trao nha rồi bây giờ mình sẽ lắp uh, tất cả bộ phận lại uh, và mình sẽ test máy cho các bạn cùng xem coi nó như thế nào rồi bây giờ mình sẽ lấy một cái lớp vải uh, thun co giãn 4 chiều mình test lên cho các bạn xem nè coi nó có chạy nó như thế nào sau khi mình canh chỉnh xong đó thì các bạn thấy là khi mình mình mai vào nó không bị bỏ mũi ha thì khi mà máy bạn bị bỏ mũi thì nó phụ thuộc vào ba, ba yếu tố có nghĩa là chiều sâu kim chiều sâu kim và cái tầm cho cái ổ nó bắt chỉ và cái độ khoảng hở giữa mỏ mỏ ổ và với cái thân kim khi mà các bạn chỉnh chuẩn được ba cái chỗ đó thì mình tin chắc rằng là các bạn mai sẽ rất là khó bị bỏ mũi ha đó các bạn thấy cái đường mai máy gia đình của mình nè à. mai một lớp rất là mỏng nhưng mà mai trên loại vải co giãn 4 chiều nó vẫn không bị bỏ mũi nha các bạn ha đó mai rất là ok không bị bỏ mũi đó là do cái này là do mình chỉnh thôi nha các bạn các bạn chỉnh càng chuẩn thì máy mình nó sẽ khó bị bỏ mũi rồi cuối cùng là về cái phần máy gia đình mà loại đa năng thì nó cũng không khác gì so với những cái dòng máy công nghiệp hay là máy gia đình đời cổ hết các bạn. Nó về căn bản, về nguyên nhân, về cái cách khắc phục nó cũng là như nhau. Tất cả những cái gì từ nãy giờ các bạn đã được xem thì các bạn áp dụng vào cái máy 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 này, máy này gọi là máy gia đình đa năng thì máy gia đình đa năng nó sẽ có rất là nhiều mẫu mã và cái kiểu ổ nó khác nhau, nhưng về nguyên nhân và cách khắc phục nó đều là như nhau nha các bạn tất cả nguyên nhân và cách khắc phục từ nãy giờ mình hướng dẫn cho các bạn trên máy gia đình hay là máy công nghiệp nó đều là áp dụng hết tất cả vào trong những cái dòng máy này máy đa năng cũng áp dụng vào những cái cách đó thôi và những cái dòng máy này các bạn chỉ cần biết là cái chỗ để mà chỉnh chiều sâu kim nó nằm ở đâu và cái chỗ để mà chỉnh ổ nó nằm ở đâu đầu tiên các bạn muốn chỉnh cái máy đó thì các bạn phải tìm ra cái con ốc để mà mình chỉnh cái cái thời điểm sớm trễ của cái ổ trao thì ở đây đây cái ổ nè, nó sẽ có ba con ốc màu đen đen. Đó là cái chỗ để mà chỉnh ổ chao. Và tiếp theo các bạn tìm ra cái chỗ để mà chỉnh trụ kim thì các bạn mở cái nắp trên ra thì dĩ nhiên cái trụ kim lên xuống thì nó sẽ có một cái con ốc để siết lại cái trụ kim ở trên đây nè các bạn. Đó. Xoay lên xoay xuống thì dĩ nhiên nó sẽ có một cái con ốc để siết lại cái trụ kim và chỉnh trụ kim. Đó. Thì các bạn phải cần tìm ra cái chỗ để mà mình chỉnh. Đây, ví dụ mình mở ra thì các bạn có thể chỉnh được cái trụ kim lên xuống thì bây giờ đầu tiên các bạn phải cũng cần canh chiều sâu kim và canh chiều sâu kim xong rồi các bạn canh chiều sâu uh, canh canh lại cái ổ trao của mình thôi và canh lại cái độ khoảng hở giữa uh, ổ trao và cây kim đó các bạn nó chỉ đơn giản vậy thôi về nguyên lý nó sẽ là như nhau nên các bạn đừng có hỏi mình là ừ, cái đời máy gia đình này nó khác với cái video của anh thật sự nó không có khác gì đâu nó chỉ khác một tí xíu thôi về về nguyên lý và nguyên nhân, nó đều là giống nhau, các bạn hiểu được nguyên lý và nguyên nhân thì các bạn có thể tự chỉnh được thôi. Cái cái các bạn không biết là các bạn không biết cái chỗ để mà mình chỉnh ở đâu thì mình vi cái phần này mình sẽ chỉ cho các bạn cái chỗ để mà chỉnh thôi. Còn về nguyên nhân nguyên lý thì mình đã có hướng dẫn cho các bạn kỹ lắm rồi nên mình không muốn quay nhắc lại nữa để làm cho cái video mình nó dài ra thêm và nó rất là tốn thời gian. Đó thì nếu mà các bạn không thấy cái chỗ để mà chỉnh cái cái ổ chao á Thì các bạn cứ mở phần dưới ra các bạn dò Không thấy cái ốc mà các bạn cứ mở ra các bạn, Thì các bạn sẽ thấy được những cái bộ phận nhông ở phía dưới Và các bạn dò và các bạn mở ra Và các bạn điều chỉnh được cái thời điểm sớm trễ của cái ổ chao của mình Để cho nó bắt chỉ tốt hơn Hoặc là nó bắt chỉ sớm hơn hoặc trễ hơn theo cái mong muốn của mình là Mình chỉnh từ nãy giờ mình đã có hướng dẫn rất là rõ rồi phần máy gia đình đa năng này nó không có khó khó là các bạn cần tìm ra cái chỗ để mà mình chỉnh thì các bạn sẽ áp dụng vào cái cách từ nãy giờ mình hướng dẫn thì các bạn sẽ có thể sửa chữa được à, những cái máy gia đình đa năng này nó hay bị bỏ mũi đó là như vậy thôi nha các bạn